Các bạn ơi, mình mới đi công việc về nè. Ôi, hôm nay là một trời thật là nắng nóng quá đi. Mình sẽ cởi nón ra nha. Đây là tủ nón của gia đình mình nè. Đó, có nón màu đen của mình nè, nón của Barbie. Và đây là nón đi chợ của cô Hattie. Đây, chính là tủ túi của Barbie thường đi làm nha. Có rất là nhiều túi ở bên trong này luôn. Có ba cái túi thật là bự. Đó, còn bên này là mình thiết kế một cái chỗ treo nè. Đó, đây bên này là tủ giày của Barbie nha. Mọi người có thấy không, rất là đặc biệt nha. Bây giờ mình mở ra, đó có rất là nhiều giày ở trong này luôn, mà mình có thể để được tới 6 ngăn một tủ lận đó. Ngăn dưới này có một đôi giày siêu khổng lồ nè các bạn. Đây, đó, bên này là chỗ để xỏ giày nha. Và đây chỉ là giày không thường hay mang lắm. Còn bên đây mới là giày thường mang nè các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ dép lên kệ nha. Đây là kệ giày của gia đình mình hay mang nè. Đó, mình sẽ cất đôi dép màu nâu có chữ Ken ở trên này nha. Đó, đây, mình có ba đôi thôi. Còn Barbie, dì Hattie và Skipper quá trời luôn nè các bạn. Đó, đây là những đôi giày của mấy đứa nhỏ nha. Đây, qua bên đây là xe chở chó đi dạo nè. Rất là đẹp luôn, vì nhà mình rất là hay đi công viên. Còn bên này là một cái chậu cây đó. Và đây chính là bộ ghế sofa gỗ nè. Đây là một cái quạt, bây giờ mình phải bật quạt lên thôi. Thôi. Và các bạn có thấy gì không? Điều đặc biệt của căn phòng khách này là một cái đèn chùm nè. Đó, đây, sáng tạo dữ ta. Cái đèn chùm này có hai cái lọng luôn nha. Wow. Bây giờ mình phải ngồi xuống ghế sofa này thì mình rất là nóng luôn. Bật quạt chỉ vô. Ủa anh Ken, anh về rồi hả? Để em lấy nước và bánh cho anh uống nha. Đây, mời anh uống trà đi. Đó. Chào các bạn, mình là Barbie, mình đang ngồi coi một trận đá bóng nha. Đây là một cái ghế lười nè. Ghế lười. Có chữ lười. Đúng rồi. Còn đây là một cái chỗ mà mình để bức tranh tĩnh vật. Ghế này có một cái rất là đặc biệt nha. Có thể ngồi cao được luôn các bạn. Đó, rất là đặc biệt. Còn đây là một cái khay sách nha, có rất là nhiều sách. Và một chậu hoa nè. Còn bên này là phía tivi. Đó, đang ngồi coi trận 4-4 luôn bằng hơn. Đó, sách nè. Rồi hai chú heo đất, một con mèo thần tài và cái đàn guitar. Còn ở đây là một cái tivi mình đang xem nè. Đó, trận bóng đá, hai đội đang đều nhau nha. Đây là một cái chỗ để đồ rất là đặc biệt. Mở ra, chúng ta có thể thấy một cái cây đàn violin rất là sang trọng luôn. Đây là cái remote. Chích 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 chích. À rớt rồi, chích 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 chích. Cô Hattie ơi. Dạ. Dạ, hai vợ chồng tôi đói bụng rồi, cô làm cái gì cho vợ chồng tôi ăn đi. Dạ. Hôm nay thực đơn của chúng ta là súp nha mọi người. Các bạn ơi, đây là phòng bếp nè, các bạn có thấy nó rất là hoành tráng luôn đúng không? Đây là một bộ bàn ghế nha, mình có thể ngồi như thế này nè. Đó, ngồi được 4 người nha. Và đây chính là một chỗ, đây là cái mâm nè. Còn đây là một cái chỗ mình có thể đi mua trái cây, đi mua bánh nè. Ở dưới này là tủ nước nha, tủ đựng rất là nhiều nước luôn. Đó. Còn ở đây là cái bồn rửa chén nè, y như thật luôn các bạn. Đây, à, đây là cái chai rửa chén. Và rửa chén sao chúng ta phải rửa tay nha. Ây da, gì vậy? Trời ơi, tài liệu của Barbie nè các bạn. Đó, đây cái chỗ rửa chén của mình. Còn ở đây là cái chỗ đựng chén, đựng tách tùm lum la. Bây giờ mình sẽ làm đồ ăn. Hôm nay mình sẽ làm súp nên là mình sẽ múc súp ra nha. Múc ra để lên. Giờ tới tô này, múc ra. Xong mình sẽ lấy cái mâm. Thăng thăng. Xong. Bây giờ các bạn ơi, đây là tủ lạnh của nhà mình nè. Bây giờ mình sẽ lấy thêm đồ ăn nha. Và chủ đồ thích ăn trái cây thì mình sẽ lấy blueberry và strawberry, chính là trái Việt Quốc và trái dâu nha. Đây mang ra. Mời ông bà chủ. À, mời chị Barbie và xin ạ. À, không, anh đẹp trai, Ken vào ăn ạ. Có mặt. Ê, chà chà. Nhầm quá vậy ta, đây lúc nào. Dạ. Ê, đây là bàn ăn. À, đúng rồi, thật là ngon quá đi. Cô Hattie nấu đồ ăn thật là ngon. Dạ, đúng rồi ạ. Nước cũng ngon nữa nè. Trái cây tươi sạch nha. Dạ. Ê, bây giờ em sẽ đi rửa chén nè ạ. Rửa chén. Thì muỗng đi rửa. Wow, Bobby ơi. Anh, em nhìn anh nè. Đó. Ôi, anh Ken ơi. Anh nào thật, có khi anh ngực dữ không? Ừ. Trời ơi. À, sợ anh chạy lần anh. Em lấy một cái nhẹ hơn chút. À, ôi da, nhìn em quá. Đã quá. Wow. Các bạn ơi, các bạn thấy phòng mình đẹp chưa? Phòng chỉ là một cái phòng đơn giản thôi. Đây, tí nữa mình sẽ bắt đầu làm việc ha. Đó, việc rất là nhiều. Cái này là một cái ghế để mình có thể ngồi nè. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ngồi làm việc nha. Rồi. Rồi, cái này sao tác. À, đây. Còn đây là phòng của hai chị em mình. Yeah, các bạn thấy đẹp chưa? Đây.
ơi, đây chính là một cái bộ sofa cũ mà bố mình á cho tụi mình để đặt vô cái phòng này cho nó đẹp á các bạn. Êm lắm, cũ chứ nhưng mà êm dễ sợ. Còn đây là một cái ghế mà thường mình hay ngồi đọc sách đọc truyện á. Đây là một con tắc kè ha. Đây cái rổ này là rổ à, mình phải tránh xa ra cái rổ này. Đây các bạn thấy cái rổ của mình nhiều không? Đây là cái rổ của cô Trôi tặng mình đó. Trời ơi, phòng của mình ảnh trước như đây là mình sẽ bờ ấy. Đây là hai con bê gì xinh chưa. Mình sẽ bỏ vô đây. Còn đây là một cái xe nhỏ ha, để mình ngồi chơi hoặc là mình chăm gọi là thú bông nào nhé. Đây là một con búp bê mình rất là thích đó, mình thích nhất là con búp bê đó luôn. Đây là bộ váy, có rất nhiều bộ váy. Đây là một cái rổ để mình đưa rùa đi chơi này các bạn. Đây ha, xinh chưa. Đây là một cái chiếc ngầu ha. Đây là con thú bông của chú mình tặng, xinh chưa, con búp bê Nhật ha. Đó, trong một cái vỏ bầu. Một cái con thú bông này mình cũng mới mua. Đây là vài cái xíu nào mình đã rớt nè. Như này luôn. Đây là một hộp quà ha, hộp quà đồ chơi của mình tặng đồ các bạn. Còn đây là unicorn với vài bộ đồ của búp bê. Đó, còn đây mình rất là mong giúp được cái bộ đồ này. Đây là hai cái vali nè. Đây là của Thi và cái mình Ngọc. Đây là bạn Ngọc, đây là bạn Thi. Đó, xinh chưa. Ủa, cái vali rất là cao. Và trong cái đồ này là bên này là mình để những cái đồ treo với lại những cái ba lô này các bạn. Ba lô chơi rồi đó. Đó, đây là những cái đồ ngủ. Đây là những cái bộ đồ mà chỉ là thích nên thì treo luôn. Đó, cũng mới mua. Đây, xinh chưa. Tiếp theo là bên này mình để những cái đồ đi chơi. Còn đây là những cái nón bảo hiểm. Rồi, đây là những tầng của hai chị em mình. Các bạn ơi, đây là căn phòng của mình, Skipper ha, mình tên là Skipper. Đây mình đang ghi gọi là mình vẽ một cái bức tranh để chuẩn bị sinh nhật mình nghe. Happy birthday kìa. Đó, mình để lên bàn ha. Còn đây là cái cặp đi học của mình, nó có màu xanh ngọc, xanh chưa, gấu ha. Còn đây là cái đồng trường của mình, đây là cái iPad của mình nè. Còn đây là những cái beautiful girl truyện rất là nhiều luôn, thật là rối. Còn đây là cái đống tập sách mà mình được thưởng ở lớp đó, mình sẽ để đây ha. Còn đây là gối nè, mình gối đó, thì đây là hai cái gối nhưng mà mình rất là xinh. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi ngủ nha. Yeah, rất rồi. Đây các bạn ơi, còn đây là phòng tắm của mình ha. Đây thì đây là một cái thần kỳ để có thể mình treo đồ rồi đó. Đây, nó phơi đồ nhưng mà bây giờ thì chưa có đồ phơi. Còn đây là một cái bồn tắm thì các bạn cũng đã thấy rồi ha. Đó, còn đây là một cái bồn tắm tắm cho những bạn nhỏ nè. Đây là tắm thú cưng, mình sẽ để này. Còn đây là một cái bồn rửa mặt bla. Còn đây là một cái khăn mặt Nhật ha. Để đây đi. Đây là những cái rửa tay bla bla gì đó. Còn đây là những cái đồ trà ha, trong này rất là nhiều thú vị. Đó, bàn trà, máy sấy, rửa tóc, rồi kem răng, chung là rất là nhiều thứ. Đó, thì đây là một cái bàn để hơi to. Đó. Các bạn ơi,